Care đã tài trợ cho video này. Yeah, người chiến thắng là Jay Jonesina. Chào Nikki. Chào. Chúng ta hãy làm một chương trình đấu vật đi. Dạ. Anh chọn Jonesina. Em thì chọn Elias. 1, 2, 3. Chúng ta hãy bắt đầu trận đấu. Yeah, 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 yeah. Mẹ nhìn nè. Elias cần xe cứu thương. Không, Nikki, con cần xe cứu thương đồ chơi. Hả? Đừng lo lắng, Nikki. Xin chào, chúng ta cần đồ chơi mới. Ok. Chỉ một phút thôi. Run. Wow. Wow! Xe cứu thương đồ chơi! Wow! Yeah! Mattel là một nhà vô địch thực thụ! Cảm ơn mẹ yêu! Wow! Đồ chơi mới! Lại đây! Chúng ta lại đây, Nikki! Dạ! Nó là gì nhỉ? Cánh cửa có thể rơi xuống! Bạn có thể nhấc chiếc xe lên! Bạn có thể thực hiện việc này và di chuyển nó! Hãy mở nó ra và chơi nào! Dạ! Xe cứu thương đồ chơi! Wow, rất tuyệt. Nhìn đây này. Cửa này có thể mở không? Ồ, tuyệt vời. Tuyệt. Hãy xem bên trong có gì. Ồ, tuyệt. Đưa anh ta vào xe đẩy. Bây giờ mở cửa. Bây giờ chúng ta có thể đặt vào. Bây giờ chúng ta nhấn biển số xe. Ôi không. Ha ha. Hãy nhìn xem bạn có thể có ai đó ở đó. Tôi không cho phép bạn rời đi với nó. Blast nhìn nè. Kia. Wow nhìn nè, là WWE. Tuyệt. Nhìn xem này. Tôi hít cánh cửa. Tôi sẽ lấy nó. Không, tôi muốn lái xe. Hãy nhìn xem chúng ta có bao nhiêu mảnh. Nhìn nó vỡ ra này. Đồ chơi cho con trai. Đồ chơi mới đây. Đồ chơi mới, nhanh lên. Dạ. Đồ chơi. Con chào mẹ. Vui lòng chọn đồ chơi của con. Con muốn rất. Đồng ý. Valana. Được thôi. Yeah. Chào mẹ, con muốn Becky Lynch. Được thôi. Và John Cena. Được rồi. Con muốn cái này, này, này. Tất cả trong số họ. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhất là John Cena. Thôi nào, hãy đi mở chúng ra. Ồ, tuyệt vời. Wow. Nikki, xem chúng ta có bao nhiêu trong bộ sưu tập của mình. Tuyệt vời. Nhiều siêu sao WWE nhiều niềm vui hơn. Wow. Các con đã sẵn sàng thi đấu chưa? Dạ. Dạ. Các con khởi động chưa nào? Chưa. Qua đây. Con đã sẵn sàng. Con cũng vậy. Oh, wow. Các bạn đã sẵn sàng cho trận đấu chưa? Yeah. Chọn siêu sao của bạn. Undertaker. Em chọn The Rock. Hãy bắt đầu trận đấu. Yeah. Tấn công. Oh yeah. Yeah.
xe cứu thương đồ chơi. Này bạn, tôi sẽ dừng xe của bạn. Được rồi. Yeah, và đây là người chiến thắng. Oh. Ra ngoài Roman Reigns. Nhìn xem ai đang đến coi chừng. Này bạn đang làm gì vậy? Chiến thắng. Con. Dừng lại. Tất cả các con là người chiến thắng. Nó dành cho con. Wow. Xin chúc mừng. Yeah. Cảm ơn mẹ yêu rất nhiều. Con có chị con yêu. Yeah. Các phụ huynh, WWE Wrecking, xe cứu thương đồ chơi và nhân vật hành động có sẵn trên Amazon. Cảm ơn Mattel đã tài trợ và giúp tôi tạo ra video này.